Ngày 8 tháng 12, tại thành phố Hà Giang, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô cùng tỉnh đoàn Hà Giang thực hiện lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027. Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chủ trương, chính sách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, Đoàn vào cuộc sống, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và bồi đắp tinh thần yêu nước cho đoàn viên, thanh niên. Đưa tin bài về các hoạt động của tỉnh đoàn Hà Giang, giới thiệu những điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực trong đoàn viên, thanh niên, cổ vũ các phong trào hành động của người trẻ, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tình cảm của người thủ đô, của Tuổi Trẻ Thủ đô và với tinh thần Hà Nội với cả nước, và đặc biệt cái quan điểm của ban biên tập là các em nhỏ, các cháu ở vùng cao, là ba khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ là ba cái vùng trọng tâm và rất nhiều khó khăn cần quan tâm. Với địa bàn 10 huyện toàn các vùng cao, vùng núi đá, vùng sâu và rất là khó khăn, và các hoạt động của cơ sở đoàn cũng còn rất nhiều vất vả, thưa chị Huyền ấy. Và cái chung sức của Tuổi Trẻ Thủ đô và các đơn vị, các anh các chị hỗ trợ cũng đóng góp thêm một phần nào, và mong rằng là các đồng chí của Bí thư Đoàn Thanh niên của báo, các đồng chí công đoàn tiếp tục triển khai các chương trình nó lớn hơn nữa, và cái nội dung về những công tác tuyên truyền đối với các hoạt động của tỉnh đoàn thì ban biên tập luôn luôn là triển khai sâu rộng hơn theo cái đề xuất, theo cái đề nghị của các đồng chí tỉnh đoàn. Bày tỏ sự trân trọng, đồng chí Đỗ Thị Hương, Bí thư tỉnh đoàn Hà Giang chia sẻ. Có thể nói rằng là Tuổi Trẻ tỉnh Hà Giang và báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã có mối lương duyên từ năm 2022. Các anh các chị quan tâm, đồng hành cùng với các chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 hết sức là ý nghĩa, đã tạo nên cái nền tảng cũng như cái tình cảm rất sâu sắc giữa hai cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, hai đơn vị tổ chức các chương trình an sinh xã hội, hoạt động giúp đỡ học sinh, đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công cách mạng, công tác đền ơn đáp nghĩa, phối hợp tài trợ, tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nhân dịp này, báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã trao tặng món quà ý nghĩa cho tỉnh đoàn Hà Giang. Cũng trong khuôn khổ chương trình, báo đã hỗ trợ tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng.